Các bạn hãy theo chân mình về quê ăn Tết trên chuyến tàu Thống Nhất từ Sài Gòn ra Hà Nội nha. Coi ấy nè, coi đi coi gì đá banh nè, báo hả? Ừ. Nước đục nhỉ. Đây con gái. Bao nhiêu tiền ạ? À? Dạ 2 cây 30 ạ. Ba. Mình ăn kem với mình ơi. 1 thứ đồ, 3 thứ đồ. Bao nhiêu tiền một bịch cho bác ơi? 4.000 đồng nha. Mít cho chị một hộp quýt với hộp ổi em trai. Đây hộp ổi, hộp ổi. Có xoài thôi nhá. Có xoài. Xoài đâu rồi? Lấy một tầng 3 này mình được cầm bát cơm rồi nhưng mà chưa có ai cho đồ ăn cho nên cứ ngồi im. Ô, nào, anh mời cả nhà nào, mời cả nhà ăn cơm nha. Anh ăn cái gì đây? Đừng mang đồ đi ăn, anh có cái ăn anh nhỉ? Cái túi nha. Mọi người. Đây, tàu đang vào ga Hố Nai. Đây là chạy qua các bạn.
ra này như để tác nghiệp với để hàng hóa vậy. Từ đây mà tới cái ga tàu cá cũ mà ngày xưa có vụ tai nạn 17/3/1982 bạn, mà là tàu chết bao nhiêu người á, còn mấy km nữa. Khi nào tới chỗ nghĩa trang đấy thì mình quay bạn xem. Không biết ga Trảng Bom có dừng không? 80 cây số một giờ. Đi đây là tốc độ tối đa rồi. 83 nữa. Quên mất lấy cùng Yến Nhi và xem mẹ Lai có được người xem không? Trảng Bom lúc 3:30 bạn. Ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đây là tàu SL7. Đang thông qua ga Trảng Bom. Đây là đầu D202015 máy Đức các bạn. Đây là cái tàu chở hàng. Đây là toa chở ô tô các bạn. Ấy xe mới à. Xe chắc chở từ nhà máy hoặc là Phúc chở vào hay sao các bạn. Xe mới chưa có biển rồi. Đó. Chưa biển các bạn. Vios à. Bốn rưỡi tàu rời ga Long Khánh. Đây là nghĩa trang đường sắt 17/3/1982. Chưa đã tai nạn xảy ra đây các bạn. Cao su bạt ngàn luôn. Chuẩn bị vào ga phải tư nên là nhìn nó đi chậm lại. Chỗ này nó có cái dốc rồi bác, sân đợt này nó thắng nó cứ khục khục cái phát ra chứ nó thắng bình thường tùy người lái. Tàu đang vào ga chặn táo tại ga Bảo Chánh nha bạn, ngầm ga Bảo Chánh kia là núi Gia Lào, gọi là núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Phan Rang các bạn. Chỗ này gần tới Phan Rang còn mấy chục cây nữa cơ. Đang dựng phim trên tàu luôn. Cái ga này nó không dừng à? Tàu này chắc nó không dừng.